Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, tới dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thành phố Ninh Bình cùng 142 đại biểu đại diện cho trên 7.200 hội viên trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân thành phố đã phát triển toàn diện, đạt và vượt 11 trên 11 chỉ tiêu đại hội 9 đề ra. Các cấp hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời tăng cường tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ và tạo mọi thuận lợi để hội viên tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ quỹ hỗ trợ nông dân phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội nhận ủy thác trên 49 tỷ đồng cho trên 1.000 hội viên vay để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn thành phố có trên 2.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tuyên truyền vận động xây dựng hướng dẫn, thành lập mới 24 tổ hội và hai chi hội nghề nghiệp tập trung ở các ngành nghề như dịch vụ cơ khí dân dụng, vận tải, xây dựng, sản xuất, mộc dân dụng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thành phố đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như 100% cơ sở hội xây dựng và duy trì ít nhất một điểm sản xuất chế biến, kinh doanh nông sản an toàn, 100% cơ sở hội được tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất 5 hộ thoát nghèo hoặc hội viên khởi nghiệp thành công, giới thiệu từ 3 đến 5 hội viên ưu tú cho cấp ủy đảng, bồi dưỡng, kết nạp đảng. Đại hội đã bầu và ra mắt ban chấp hành khóa mới gồm 19 ủy viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh.